Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Kaden Channel. Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel xin được chia sẻ với các bạn một cái đề tài khá là thú vị. Đề tài chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay đó là cái cách thức mà làm đám cưới ở bên Mỹ này đó các bạn. Cũng như là những cái chi phí cho một cái đám cưới ở bên Mỹ này thì có nhiều không? Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Bởi vì cũng có nhiều người thắc mắc và muốn biết về cái vấn đề này đó các bạn. Thì hôm nay chúng tôi xin được nói chuyện về cái đề tài này nhé. Thì thông thường các bạn biết không, ở bên Việt Nam của mình á, thì một cái đám cưới á, chi phí cũng rất là nhiều tiền. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì chắc có lẽ là chi phí nó còn gấp rất là nhiều lần các bạn. Bởi vì nhiều khi nó cũng có những cái thủ tục rườm rà lắm, nhất là người Việt của mình sống tại Mỹ này các bạn, thì vẫn cứ theo cái phong tục truyền thống của Việt Nam, là một cặp đôi khi mà muốn tiến tới hôn nhân đó, thì phải trải qua nhiều giai đoạn lắm, cũng là dạm ngõ này, rồi đám hỏi này, đám cưới này, cũng 3-4 đám, chứ không giống như người Mỹ. Đầu tiên này họ làm đám hỏi. Đúng rồi, mẹ có thấy chứng kiến một số những cặp đôi Mỹ đó, thì họ không có làm đám hỏi, họ chỉ có là lên nhà thờ, họ làm lễ cưới, họ trao nhẫn cưới, xong rồi về, họ đãi một cái bữa tiệc nhỏ 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 ở khuôn viên nhà thờ đó, họ xong thôi. Còn đám hỏi thì họ không có làm rườm rà như người Việt Nam mình, mà đám hỏi thì thường thường họ nhẫn ra nhà hàng rồi họ trao cái nhẫn cưới cho nhau rồi ăn với nhau Thì nó là một cái tiệc engagement party nhỏ đấy, nó không có nhiều tiền bằng một cái đám cưới, nhưng mà nhà giàu họ cũng tổ chức linh đình lắm chứ phải không? Nhưng mà phải là nhà giàu thôi, chứ nhà bình thường thì họ không có làm gì hết á, chỉ ăn uống với gia đình. Nếu rồi thì mà có chứng kiến vài cặp đám cưới Mỹ á, thì họ ghê, họ làm đám hỏi á, họ dẫn nhau vào nhà hàng xong rồi ăn một bữa cơm trong nhà hàng, sau đó hai người trao nhẫn cho nhau để mà coi như là hỏi đám hỏi đó, để mà có cái dự tính trong tương lai sẽ làm đám cưới thế thôi. Còn khi mà đám cưới á, thì họ, nếu những người nào mà họ đạo Thiên Chúa đó, hoặc là họ đạo Tin Lành á, thì họ vào trong nhà thờ làm lễ cưới, sau đó thì mời những người trong nhà thờ đó đi ra ngoài khuôn viên ăn một bữa cơm thân mật vậy thôi, chứ họ không có nhiều cái những cái thủ tục rườm rà. Thế nhưng mà cũng có một số những người Mỹ mà họ giàu có hoặc là sang trọng đó, thì họ tổ chức rất là lớn, nhất là những người mà có máu mặt trong xã hội hoặc là những người có quyền cao chức trọng đó, thì họ tổ chức còn lớn hơn người Việt Nam mình nữa. Thì mình chưa có hân hạnh được đi dự những cái đám cưới của những người mà giàu có trong nước Mỹ, cho nên là thực sự mình cũng không có biết được là những cái đám cưới của họ thì tổ chức nó tốn kém như thế nào. Nhưng mà ở đây mình có đi đám cưới của nhiều người Việt Nam mình á, thì mình nói chuyện với các bạn về đám cưới của người Việt Nam mình ở Mỹ thôi nha. Thì ở Việt Nam mình, những cái người mà có theo truyền thống của Việt Nam mình, người Việt Nam mình ở Mỹ đó các bạn, theo truyền thống của Việt Nam mình thì thường thường là hai người khi mà tiến yêu nhau rồi muốn tiến tới hôn nhân đó, thì cũng có qua rất là nhiều những cái giai đoạn, nhiều những cái đám như đám dạm ngõ này, đám hỏi và đến đám cưới, cũng theo thủ tục giống y bên Việt Nam mình, ba đám các bạn. Dạm ngõ thì bên đàn trai, bên đàn gái, bên đàn trai đi qua bên đàn gái để mà ăn bữa cơm gia đình thôi, rồi gọi là cái hai bên gia đình ra mắt nhau, ra mắt cô dâu với chú rể của hai họ thôi, thì gọi là cái đám dạm ngõ các bạn. Thì sau cái đám dạm ngõ đó thì trong một khoảng thời gian ngắn, chừng vài tháng sau hay là một năm sau, thì họ tổ chức cái đám hỏi. Thì cái đám hỏi này thì cũng khá là rình rang các bạn. Đám hỏi này thì cũng giống y như bên Việt Nam đó, là bên đàn trai cũng mang lễ vật đến để mà đến nhà gái đó, để mà tổ chức cái đám hỏi. Thì lễ vật cũng gồm có rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là heo quay, rồi bánh hỏi này, rồi rượu trà này đó, là rồi loại cái bánh hỏi nữa các bạn. Thì cái đám hỏi này cũng tổ chức rình rang, cho nên là cũng tốn kém rất là nhiều. Để bên đàn trai cũng phải chia ra một cái số tiền rất là khá lớn để mà tổ chức cho cái đám hỏi này các bạn. Sau cái đám hỏi này thì chừng độ vài tháng sau hay là một năm sau thì họ tổ chức đám cưới. Thì đám cưới ở bên Mỹ này thì thực sự ra là cái tiền mà đặt bàn đám cưới đó khá là tốn kém các bạn. Trong khi mà bên Việt Nam thì có chỉ vài triệu đồng thôi, 4-5 triệu đồng hay là 5-6 triệu đồng là có thể được một bàn tiệc rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ này một bàn tiệc đó các bạn, đặt bây giờ ít nhất cũng phải $800 cho một bàn. Đó.
Cho nên nếu mà cái gia đình nào mà mời đông á, chẳng hạn như là mời 300 khách á, là 30 bàn á, thì nội cái tiền mà đặt bàn đám cưới không các bạn, thì là cũng phải tốn khoảng 25.000 đô. Đó là cho những cái tiểu bang mà có đông người Việt mà đắt giá, như là tiểu bang Washington, Cali thôi. Còn những cái tiểu bang rẻ tiền nó khác, nó sẽ rẻ hơn. Tại vì tùy tiểu bang thôi nha các bạn. Chúng tôi chỉ đang nói là tiểu bang chúng tôi ở thôi. Mình Có chỉ thể nói. các bạn ở những cái tiểu bang mà chi phí nó thấp thì cái tiệc của các bạn không thể nào mà lên cao như vậy. Bây giờ tùy cái bàn đặt nữa không? Chẳng Bạn hạn đặt như món là ăn như thế món ăn, nào? chẳng hạn như mình mà đặt những cái món ăn ngon mà giá nó cao á, thì 800-900 một bàn hay 1.000 đồng một bàn. Còn nếu mình đặt những cái bàn tiệc mà những cái món ăn bình dân bình thường thôi đó, thì cũng chỉ khoảng 400-500 một bàn đấy các bạn. Nhưng mà thường thường ở bên tiểu bang Washington này đó, bây giờ đó là cũng khoảng 800 đồng một bàn. Thế nên là tiền chi phí cho độ 30 bàn ăn nó là cũng khoảng hết 25.000 đồng. Đó là tùy theo những người ta mời nhiều hay mời ít đó các bạn. Thì nội cái tiền ăn không là 25.000 đồng, thế còn ngoài tiền ăn ra thì mình còn phải trả cho những cái tiền trang trí nhà hàng, hoặc là tiền trang trí bàn ghế để ngồi đó các bạn. Chẳng hạn như mỗi một cái bàn ghế ngồi đó thì họ trang trí cho mình một cái bình bông đặt ở trên bàn, hoặc là họ bọc những cái tấm vải lụa lên trên ghế đó, bàn ghế đó. Thì cứ mỗi một cái ghế như vậy là một, nếu có tính cả bình bông lẫn tiền đặt cái bàn trang trí như vậy là cũng tốn khá nhiều tiền. Nhớ chắc có lẽ tùy nhà hàng, thì ví dụ như mình đặt những cái nhà hàng mà họ bao trọn gói luôn á, thì mình trả luôn cả tiền ăn lẫn tiền trang trí trên bàn, tiền rượu bia luôn đó. Còn nếu mà những cái nhà hàng mà họ tính riêng ra đó các bạn, về tính tiền trang trí nhà hàng riêng này, rồi tính tiền ăn riêng, rồi tiền bia rượu riêng đó, thì mình lại phải trả riêng đó. Thì ngoài ra trong cái buổi tiệc cưới đó thì mình còn phải chi cái tiền cho ban nhạc nữa các bạn. Tại vì thường thường đám cưới thì thường thường là phải mướn một cái ban nhạc nữa. Mà ban nhạc đó thì mình cũng phải bao riêng cho họ nguyên cái ban nhạc là một bàn tiệc đó. Mà cái bàn tiệc đó là cái bàn tiệc mà mình dành riêng cho ban nhạc, và phải trả tiền luôn cho người ta đánh đàn và ca sĩ hát nữa. Thì cũng tốn khá là nhiều tiền đó các bạn. Thường Những thường người mà không có đủ tiền làm nó thì họ chỉ có để nhạc chơi thôi, họ còn kiếm một cái nhạc gì thì hay là nhà hàng, hỏi nhà hàng mở nhạc lên cho họ thôi thì họ mở sẽ nhạc đỡ kiếm, đỡ tốn được cái khoản đó. đỡ nướng ngẩn. Nhưng mà cái khoản đó nếu mà mình mời ban nhạc chắc cũng phải tốn khoảng 1-2 ngàn đồng ha. Tùy vào cái ban nhạc đó, là ban Thiệu nhạc chuyên nghiệp hay là ban chuyên nhạc amateur. ban nhạc chuyên nghiệp thì đương nhiên là phải trả tiền cao rồi. Còn những cái ban nhạc mà chơi cây nhà lá vườn thì nó chỉ lấy một Tùy số tiền thôi. tượng trưng thôi đó. Thì đó cũng là một trong những cái tiền mà cần phải có để mà chi phí trong đám cưới đó các bạn. Rồi ngoài những cái tiền đó ra thì mình còn phải tốn cái tiền chụp hình quay phim nữa. Đó. Thường thường thì một đám cưới đó mà cái tiền chụp hình với tiền quay phim nó đi chung với nhau, và cái mỗi đám cưới thì hai cái số tiền đó là khoảng từ 1.500.000 cho đến 2.500.000 cho một cái cuộn phim với lại một bộ hình chụp trong ngày cưới ấy, các bạn. Hình hình với video là giá khác nhau. Video là đã cần đó tiền, là hình là cộng thêm vào cái giá đó nữa. Tùy theo mình mua cái gói thôi, nhưng mà chụp hình á là một gói, quay phim là một gói. Hai cái khác nhau chứ không phải là nhập chung. Nếu mà mẹ nhập chung á thì nó là cái số tiền khác. Còn quay phim thôi là 1.500.000 Hai ngàn rưỡi cho đến 2.500.000 rồi. Giá trung bình như vậy là cái tiền chụp hình quay phim của tôi chắc cũng phải tốn khoảng 3-4 ngàn ha. á. Tại Tùy vì vào cái bộ người hình tùy theo người thợ chụp hình, người ta chuyên nghiệp người ta chụp đẹp là phải trả tiền cao phải không. Còn những cái thợ chụp hình mà không chuyên nghiệp á, mà chụp chụp mà amateur đó, chụp chơi chơi nghiệp thôi á, dư nghiệp dư thôi á, thì họ lấy tiền rẻ hơn phải không. à. Thì đó cái số tiền chụp hình cũng là cũng phải hết 3-4 ngàn đồng đó. Đó rồi ngoài những cái tiền đó ra thì còn phải tiền may sắm quần áo cho cô dâu chú rể này, rồi tiền phụ dâu phụ rể may sắm đồ và mua giày dép cho cô dâu chú rể, cũng như là phụ dâu phụ rể. Thường thường ở bên Mỹ này các bạn, mỗi một lần đám cưới đó họ tổ chức đó, thì thường thường là họ là có từ 3 đến 4 cặp phụ dâu phụ rể, có nghĩa là có phải có 8 người phụ cho cô dâu với chú rể. Thì 8 người đó là cô dâu với chú rể hoàn toàn là phải may mặc cho họ quần áo hai bộ, một bộ trong đám hỏi và một bộ trong đám cưới đó. Và
Ngoài những cái tiền may mặc quần áo cho cô dâu chú rể cũng như là dàn phụ dâu phụ rể đó thì còn phải giày dép nữa các bạn, rồi tiền phải mua hoa cho họ cầm nữa, bởi vì ngoài hoa cho cô dâu cầm thì còn hoa cho phụ dâu cầm nữa đó, thì những cái số tiền nó cũng tốn kém rất là nhiều các bạn ơi, cũng ít nhất cũng phải khoảng 5-10 ngàn đồng. Chụp hình mà cho chụp Ừ. hình nữa. Ừ, để đi trên để đi chụp hình, mà trước khi đám cưới đó thì họ phải đi chụp hình mất 1 hay 2 ngày để đi chụp hình trước, để mà gắn vào cái bộ hình bộ phim cho nó đẹp á, cho nên là cũng phải tốn hết tiền để mà đài thọ cho họ làm cái công việc đó, nên nội cái tiền chụp hình quay phim với lại là tiền sắm sửa quần áo cho cái dàn cô dâu chú rể với lại phụ dâu phụ rể cũng tốn rất là nhiều. Rồi chụp hình ở bên Mỹ này, không biết Việt Nam chắc cũng vậy, nhưng mà bên Mỹ này là phải, lúc đi vào cũng chụp tục tấm hình phải trang trí cái phông để mà chụp hình á, cũng tốn kém cái đó nữa. Đúng rồi, muốn nhà hàng người ta trang trí cái phông để cho mình đứng mình chụp hình với khách á. Không, cái đó mình tự trang trí chứ không nhà hàng có làm cho mình cái đó. Vậy hả? Ừ, tại đại đa số là nhà hàng không có làm, thì thường cái đó là phải tự làm. À, mà mỗi mình ở bên Mỹ này thì không biết là bên Việt Nam bây giờ thì có áp dụng như vậy không, có làm như vậy không, nhưng mà bên Mỹ này thì cứ khách mời thì đến cái cửa của nhà hàng là cô dâu chú rể đã đón sẵn ở trước cửa nhà hàng và đứng trước cái phông để cho mỗi một người khách đến tham dự đó, đều đứng chụp cô dâu chú rể hết các bạn. Để chụp hình xong rồi sau bữa tiệc là họ sẽ có hình cho mình ngay tại chỗ và sẽ có người đến phát hình ngay tại cái bàn tiệc của mình các bạn. Cho nên là cái việc làm này chắc cũng khá tốn kém. Ừ. Ngoài thì ngoài những cái thứ tiền chi phí như vậy ra thì mình thấy nó còn nhiều thứ tiền khác. Chẳng hạn như là đưa rể đón dâu này thì mình phải có những cái đoàn xe để mà đi đưa rể đón dâu. Xe phải mua những cái xe mà nó xịn xịn, hoặc là mướn xe hoặc là mượn xe xịn xịn tí, chứ ra cái xe thường như là Honda, Toyota rồi mấy cái xe chạy thường ngày ấy, thì họ không có thích cho lắm, phải mua cái xe mướn là mượn xe sang sang như là Lexus, Mercedes gì đó thì cũng đắt tiền để mà trang trí cho cái xe đó, Hình mà như là mình muốn mướn một xe giờ đồng hồ nhá, một chiếc xe đó, cái đáng xe lắm. đó là cô dâu chú rể rồi phụ dâu phụ rể ngồi trong đó hết, rồi họ có những cái bàn Đúng rượu rồi. cho mình uống đó, vừa ngồi vừa trên đường đi đưa đưa rể đón dâu là có rượu cho mình uống, có bánh cho mình ăn đó. Nói chung là đám cưới ở bên Mỹ này rất là đắt, thường thường là mẹ nghĩ là nó rơi vào cái khoảng là bao nhiêu? Nếu mà đám cưới mà nghèo và mời ít người ấy, cũng phải khoảng 25.000 đô, còn nếu mà giàu và mời đông người mời 30-40 bàn là phải 50-60.000 đô, tại vì tùy theo cái tình trạng mà khách mời nhiều hay ít là một này, và tùy theo tổ chức sang trọng đình đám hay là tổ chức đơn giản thì nó cũng phải rơi vào cái khoảng từ 25 đến 50.000 đô. Đấy. À, đám cưới mà đơn giản nghèo là nghèo thôi, không có phô trương nhiều đó, mà mình tự lo liệu lấy hết cũng ít nhất phải 25 ngàn. Mỹ là đóng chứa dầu là phải 100.000 đô, Đúng chứ rồi. không phải là con số Mỹ nhỏ như khác. vậy đâu. Dầu nha, chứ không phải là đám cưới bình thường. Còn nếu mình đám cưới bình thường của Mỹ thì rất là đơn giản. Ừ, Nhiều khi họ không có đơn đãi giản nhà cũng hàng, mấy chục ngàn đấy. họ không có đãi nhà hàng đâu, họ chỉ đi kéo nhau ra buffet. Đó, kéo ra buffet thì đó họ mời chẳng hạn như họ mời chừng 50-70 người khách thì họ ra buffet thì rất là rẻ. Buffet thì một phần ăn như vậy chỉ 20-30 đồng, 30-40 đồng là họ xong rồi, chứ không phải là phải đặt một cái bàn tiệc 10 người ngồi mà tới 800 lận, thấy không? Đó thì tùy theo cái khách mời của mình, thường thường Việt Nam của mình nếu mà mời khách đi á, thì người Việt Nam của mình rất là chú trọng đến cái việc mời các bạn. Thì người Việt Nam mình mà mời đi là họ đi tiền cho mình, đi tiền mặt đó, đi tiền cash đó. Cho nên là cái số tiền mà bỏ ra để mà ăn uống trong nhà hàng thì khách, nếu mà là khách mời của Việt Nam thì cũng là gần đủ để cho mình chi phí cái số tiền đó các bạn. Nhưng mà nếu mà không phải khách Việt Nam mà là khách Mỹ đó các bạn, thì cái người mà đứng ra để mà tổ chức cái việc ăn uống đó sẽ phải chi phí rất là nhiều, bởi vì người Mỹ họ không có cái thói quen đi tiền mặt các bạn, họ hay thường đi đồ đồ tặng đó, đi quà tặng, chẳng hạn như họ đi cho mình một bức tranh hay là một cái quạt mà bàn, hoặc là một cái máy hít hay là một cái đồng hồ đấy, họ là mua những cái món đồ đó, hoặc là một lẵng hoa hay là họ Lặng hoa thì hơi tệ, ừ không đó nhìn có chuyện đó. thế Nhưng mà mà họ cũng mua đồ, nhưng mà thật sự mấy cái món đồ chỉ là cái giá trị cho tinh thần ấy, chứ nó chẳng có giá trị gì đúng cả, rồi, thì họ không có đáng mua giá gì hết người á. Mỹ thì họ quan niệm là cái gì cũng thực tế hết á, họ xem trong nhà của một đôi vợ chồng mới cần cái gì thì họ mua cái đó.
Đó. Hay là nồi cơm điện, hoặc là họ mua đó những cái máy móc cần thiết trong nhà Con đó. thấy có cái bà Mỹ bà đến dự đám cưới, cưới của chị con, bà mang cái ba cái đồ ăn vớ vẩn tới, cũng không có quà gì tới luôn, chỉ đồ ăn thôi à. Mà trong khi đó đồ ăn người ta đã có đầy ở đó rồi đó. Có nhiều người người ta giàu nhưng mà người ta lại không có hiểu hoặc là biết điều đó. Không phải họ họ giống như là họ theo cái phong tục của Mỹ mà cho những người đơn sơ giản dị đấy, thì họ đến họ dự tiệc cưới họ mang theo trái cây hay là đồ ăn gì họp nhau lại rồi họ ăn ăn chung với nhau đó trong một cái Nhưng mà bữa cái tiệc đó thân phải mật là rồi họ đi về đấy đó buffet. đó, thì cũng đó là một hình thức của một cái phong văn hóa của người Mỹ thôi. Còn người Việt Nam mình nha, nếu mà mình mà đã đi đám cưới thì thường thường mình hay đi tiền mặt, đi làm sao cho xứng với cái bàn tiệc mà của họ mời mình đó đó, thì đó là một trong những cái lễ nghi cũng như là những cái chi phí cho một đám cưới tại Mỹ này các bạn. Con hỏi nói chuyện với rất là nhiều người Mỹ, họ mà đã làm tổ chức trước đám cưới là họ không bao giờ mà họ mong được hoàn tiền khi mà họ mời người ta cả. Đúng Họ rồi. coi như cái số tiền đó số tiền mất. Mất, đúng Cho rồi. nên họ rất là lo khi mà họ phải làm một cái đám cưới. Đúng rồi, Tại họ rất vì không sợ tài lắm. nào mà họ có thể có đủ số tiền mà làm mà có một cái số tiền để mất như vậy, nhanh như vậy. Đó, cho nên phải nói là cái phong tục Mỹ nó khác hẳn với phong tục Việt Đúng, Nam. khác khác Đó. hẳn đó. Cho nên người Mỹ mà họ đã tổ chức đám cưới là họ dự định là bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, chứ họ không bao giờ hy vọng nói là sau đám cưới họ sẽ thu về được bao nhiêu tiền để đỡ cho họ đâu, không có. Nhưng mà người Việt Nam mình thì có cái phong tục lại khác. Đó. Cho nên là nếu đám cưới của người Việt Nam mình thì thường thường là chỉ có mất những cái tiền giống như tiền sắm sửa đồ đạc, hoặc là tiền trang trí, hoặc tiền tiền chụp hình quay phim, hoặc là tiền sắm những cái nhẫn cưới hoặc là bông tai. Thì Việt Nam mình thường thường hay bông tai, nhẫn cưới này, rồi vòng đeo tay, rồi dây chuyền đủ thứ hết. Cho nên cái khoản mà chi phí cho nữ trang nó cũng rất là nhiều. Còn chi phí cho nữ trang nó cũng cả nếu mà người giàu người ta sắm hột xoàn thì ít nhất cũng cả từ 10 ngàn đến 20 ngàn. Không? Còn những cái người mà không có sắm hột xoàn, không có tiền nhiều, không sắm hột xoàn đó thì cũng ít nhất cũng phải vài ngàn đô cho nữ trang đó. Thì đó là chi phí cho một đám cưới của người Việt Nam mình tại Mỹ đó các bạn. Còn những người Mỹ thì có nhiều khi họ lại cái phong tục tập quán của họ lại khác. Họ đơn sơ giản dị hơn đối với những cái người mà bình dân bình thường. Thì còn những người mà quyền cao chức trọng hoặc là những người mà giàu có kinh khủng đó, thì họ lại tổ chức kia quá là sang, quá là tốn kém nhiều hơn người Việt Nam mình. Thì mỗi một cái dân tộc, một sắc dân nó có một cái nét văn hóa riêng, một cái phong tục tập quán riêng đó các bạn. Thì hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ lên đây cho các bạn hiểu được một số những cái sinh hoạt về cưới xin tại Mỹ. Mong là các bạn coi video này các bạn sẽ cảm thấy vui nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đấy các bạn. Tạm biệt các bạn.